lễ hội diều nơi trưng bày tại công viên Tư Tưởng chiều hôm nay. Vì khi trưa có một trận mưa thích đáng cho Huế và một cơn mưa giông phải là 30 phút rất là lớn luôn, cho nên là chiều nay trời cũng âm u luôn, không có nắng nữa. Huế có một buổi chiều rất là mát mẻ mọi người. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Chiều nay thăm Huế với sau cơn mưa giông, thời tiết ở Huế mát mẻ. Trên đường phố chúng ta đang qua Trường Tiền, 5 giờ hơn chiều, không có hoàng hôn cho chiều hè hôm nay. Giờ này ngày 7 tháng 6 năm 2023 nha mọi người. Rất là mát. Dạ. Coi như là Huế chiều nay là đã mưa đó. Dạ. Trận mưa giông lớn, còn lại chiều thì giống như mưa rải rác vài hạt vậy thôi. Chứ không còn tí nắng nào cho buổi chiều hôm nay nữa. Trường Tiền qua Đông Ba, những con đường thân quen, khung giờ êm dịu của Huế ngay lúc này thì già quá mát lắm. Đi trên đường cũng có cảm giác của ngày hè nữa. Dạ, rất là mát thật sự mà nói, vì nắng nó kéo dài. Bây giờ đến giờ cao điểm thì có công an giao thông điều khiển con ạ. Điện đường điện đèn nó đôi khi trục trặc, người ta tắt dừng cầu Trường Tiền mặt mẹ kia chứ. Nơi nào cũng thấy từng vùng nước, vùng nước sau cơn mưa trời lại sáng. Những ngày hè mà có cơn mưa đi qua thì không có chi bằng. Dạ. Chúng ta đang đi vòng phía sau chợ Đông Ba, đường Trương Dương mọi người. Dạ, thăm bà con tiểu thương chợ Đông Ba. Từ các gian hàng gia vị, rau củ quả. Hình như mưa xong rồi giờ trời chiều cũng tán sớm, đường cũng khá là vắng. Chợ thường thường giờ này là chợ con đóng. Vậy là ngày này cũng không phải là những ngày mà liên quan đến hoa quả, ngày rằm cuối tháng nữa, cho nên là đường phố cũng phố chợ cũng khá là vắng. Dạ, tại phía sau chợ Đông Ba trời thi thoảng còn vài giọt mưa đó. Cú cháu ơi, nuốt này. Dạ, nuốt những cái thau nuốt. Mùa này mùa nuốt đó. Từng đâm bi nuốt. Lon hai lon. Chà, gì vô chà lắm. Ô chà, lâm chà. Ừ. À, lâm chà nó đánh một bạch đó. Mực đồ tưới chứ. Vì ngày đi ít người đi chờ cho nên là con nhìn thấy những cái gian hàng hàng tươi tươi ngon. Và nhiều ngày đi đóng thì lo lại xé trên đường mọi người, cũng nhìn thấy được những cái hàng nhiều hơn ngày hôm nay. Và khu vực đầu này đông, đầu này chắc là khu vực bốn cả, nhưng các bà con đi chờ chiêu đó, về nấu ăn. Đó, giò heo chặt bọc bọc đó.
mặc dù mưa lớn nhưng mà đường cũng nhánh khô này. Đó. Chứng tỏ cho thấy là đất nó nóng ghê lắm. Dạ. Yeah. Nắng kéo dài mà. Như là phải nửa tháng 20 ngày là bắt đầu có trổ mưa lớn. Trứng lồn đủ cả kiểu luôn, ăn gì cũng có. Và chợ Đông Ba chào quý khách. Bây giờ thì phố ẩm thực bắt đầu là đông người này, người đi ăn đi uống nhiều đó, nhiều rồi. Chiều ông nấu ăn ra chờ ăn khỏe. Yeah. Mùa hoa nở bên những tán cây, các cái công viên. Những tuyến đường thân quen. Những gánh hàng rong. Dạ, nhìn quán ăn, nhìn một góc nhỏ thôi nhưng mà rất là đông. Ăn giờ này ăn bữa chiều tối đó, ăn tối đó. Đây tuyến đường Chi Lăng. Sau cơn mưa trời, tuyến đường cũng nhìn cũng mát mẻ đi nhiều. Trên đường vẫn có người mặc áo mưa, mọi người thấy đó. Thỉnh thoảng vẫn còn vài giọt mưa mà. Dạ. Xe em mưa đi cho nó đấy. Đó, vài giọt, rồi lại thôi. Có nghĩa là mưa rải rác, mưa giống rải rác. Thăm phố Chi Lăng. Công trình đóng cửa không hoạt động. Bên đây là thuộc phường Giá Hội rồi về Phú Cát rồi Phú Hầu. Dạ. Yeah. Đường phố muôn màu, đường phố Chi Lăng đông đúc hàng quán ghê. Dạ. Vài giọt mưa đó. Dạ. Yeah. Chắc lắng mưa lớn đó, bầu trời vẫn có sáng. Đó, Chi Lăng là còn nhiều công trình như vậy. Chùa rồi đình miếu của người Triều Châu năm xưa là mọi người. Em vui hay nói đây là phố cổ Chi Lăng này. Năm xưa hình như có cái phố có tên gọi là phố Triều Châu nữa đó. Dạ. Yeah. Vui nghe mấy ông bà còn nói đó. Vì đây là khu phố của người Hoa, Triều Châu. Họ sống ở đây cũng nhiều. Dạ. Yeah. Nên còn nhiều cái phủ, cái đình, cái miếu, cái chùa của
vết tích của người Hoa, hay kêu là phố cổ Gia Hội, chứ phố cổ Chi Lăng. Nghĩ mua đi ngang thấy mê ngôi. Nướng mấy cái vị thịt, bán bún thịt nướng bánh cuốn, nắng cũng như mưa. Khả năng chiều tối nay còn mưa giông nữa thì mặc mẹ qua ngày mai. Mai ngày kia Huế còn trong hơi ẩm của mưa giông, đỡ nóng. Cùng thầy vui mừng kỳ này đi từ Đông Ba Gia Hội ít gặp những cái hoàn cảnh khó khăn lá lết la mắng trên đường mọi người. Năm xưa nhiều lắm, bây giờ hình như hết rất là thế hệ đó hết rồi, cũng rất là mừng đó. Bà con đỡ khổ khó, nó ấm. Còn nó ấm đỡ đấy. Đông Ba Gia Hội năm